Nga tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka, giành được những thắng lợi mới. Ông Trump dọa để mặc đồng minh khỏi nguy cơ tấn công từ Nga. Nền kinh tế và năng lượng Armenia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Nga. Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa siêu thanh thế hệ mới. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Kênh Ryba ngày 19 tháng 3 đưa tin, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka và giành được những thắng lợi mới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Olivka đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow. Sáng ngày 17 tháng 3, việc giải tỏa khu định cư ít nhất đã hoàn thành, nhưng tới ngày 19 tháng 3, Nga mới ra tuyên bố chính thức. Việc chậm công bố là do Ukraine liên tục tổ chức phản công cố gắng giành lại ngôi làng, chỉ khi củng cố vững các vị trí đã kiểm soát và chắc chắn tới 200% thì Bộ Quốc phòng Nga mới chính thức xác nhận. Các trận chiến ở Bekdichi và Tonenke gần đó vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Với chiến thuật tiền bom, hậu pháo, Nga đang giá những đòn hỏa lực sấm sét vào hệ thống công sự, cứ điểm phòng thủ nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu cả về vật chất cũng như tinh thần của binh sĩ Ukraine, tạo điều kiện cho bộ binh tấn công dứt điểm. Trong vài ngày tới, chiến sự ở phía tây Avdiivka sẽ tiếp tục căng thẳng do cả hai bên tăng cường lực lượng dự bị cho trận quyết đấu quan trọng tại khu vực này. Kênh SKS cho biết, sau khi kiểm soát hoàn toàn Olivka, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy lùi đối phương, nhưng bước tiến của họ không thể gọi là nhanh chóng. Thứ nhất, điều này là do sự phản kháng quyết liệt của Ukraine trong khu vực này, và thứ hai là do hành động của lãnh đạo quân đội Nga, những người đang cố gắng bảo toàn binh sĩ, tránh các cuộc tấn công trực diện nếu có thể. Theo kênh Aden, có tin lực lượng Kiev đã rút chạy về phía tây Tonenke, quân đội Nga dồn đội hình lên sát con sông. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một thắng lợi quan trọng của lực lượng Moscow trong hành trình phá vỡ tuyến phòng ngự lâm thời của đối phương ở phía tây Avdiivka. Kênh Ryba đưa tin, tại khu vực Bakhmut, Ukraine tiến hành trinh sát dọc tuyến Radolovka, Orikove và Silivka nhưng bị đẩy lùi. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Bogdanovka và Ivanovsky. Theo hướng Donetsk, lực lượng Kiev đã gần như đánh bật hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi Krasnohorivka. Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn đang giữ vững bàn đạp ở ngoại ô phía nam thành phố. Các khu vực khác của mặt trận tình hình vẫn ổn định. Cả hai bên đang tiến hành trinh sát lẫn nhau và đấu pháo, đôi khi kiểm tra sức mạnh phòng thủ bằng các nhóm tấn công nhỏ. Trong khi đó, người đứng đầu phong trào quân chúng Zaporizhia, ông Vladimir Rokov nói với RIA Novosti rằng quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của họ ở trung tâm làng Rabotino trên tiền tuyến Zaporizhia. Giao tranh ác liệt tiếp tục. Kênh Zerospo cho biết, lực lượng Moscow đã đẩy lùi quân Ukraine ra khá xa khỏi Vyborg, khiến thành quả chiến dịch phản công hè thu năm ngoái của đối phương gần như bị xóa sổ. Theo kênh Ryba, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới của vùng Belgorod, cùng với đó là pháo kích vào Belgorod và khu vực xung quanh. Các nhóm vũ trang thân Ukraine vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công, mặc dù đã phần nào giảm bớt hoạt động. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 19 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 67 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Tổng cộng đối phương đã thực hiện 3 đợt tấn công bằng tên lửa và 62 đợt không kích tiến hành 64 đợt pháo kích, báo cáo có đoạn. Trong ngày, máy bay chiến đấu Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tấn công 2 kho đạn dược và một thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Lovopavlov, Marinka, Orekhov và Kherson. Ngày 19 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố nếu ông tái đắc cử, Washington sẽ không bảo vệ thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khỏi nguy cơ tấn công từ Nga nếu thành viên đó không đóng góp đủ ngân sách. Ông Trump nói, tại sao chúng ta phải bảo vệ những quốc gia nhiều tiền trong khi Mỹ phải chi trả phần lớn cho NATO? Khi được hỏi liệu Mỹ có bảo vệ các đồng minh NATO hay không nếu họ bắt đầu thanh toán các hóa đơn của mình một cách hợp lý, ông Trump nhấn mạnh, có, nhưng Mỹ chỉ nên trả phần công bằng của mình chứ không phải gánh thay người khác. Hồi tháng trước, ông Trump cũng đưa ra tuyên bố tương tự và từng hứng chỉ trích của các đồng minh. Cựu chủ nhân Nhà Trắng khi đó nói rằng, tôi sẽ không bảo vệ các vị. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ thứ gì mà họ muốn. Các vị phải trả tiền trước. Ngay sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Andrew Best chỉ trích, khuyến khích quốc gia khác tấn công các đồng minh thân cận nhất của chúng ta là hành động kinh khủng và điên rồ,
gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và nền kinh tế của Mỹ cũng như ổn định toàn cầu. Theo Điều 5 về phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng bị coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Tuy nhiên, khi còn tại nhiệm, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ không tuân thủ Điều 5 nếu các thành viên NATO không đáp ứng mục tiêu chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Ông cũng cảnh báo rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này vì nó đã quá lỗi thời và ngốn nhiều nguồn lực của Washington. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh, bất kỳ ý kiến nào cho rằng các thành viên của khối không bảo vệ lẫn nhau sẽ làm suy yếu sức mạnh của liên minh quân sự này, đẩy lực lượng vào tình cảnh nguy hiểm. Mặt khác, ông kêu gọi và hy vọng toàn bộ thành viên NATO sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Cũng trong ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas thậm chí kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP. Bà cho biết Estonia hiện đã dành hơn 3% GDP cho quốc phòng và các thành viên khác của NATO cũng nên làm như vậy. Vấn đề chi tiêu quốc phòng của NATO càng được quan tâm hơn sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Giới chức châu Âu cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, các thành viên NATO có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định, đến năm 2026, Nga có thể có đủ năng lực quân sự để tấn công NATO. Ông Duda nhấn mạnh, có thể đến năm 2026 hoặc 2027, bằng cách đặt nền kinh tế vào tình trạng thời chiến, Nga có thể sẽ đạt được sức mạnh quân sự để tấn công NATO. Chúng ta chỉ còn từ 2 đến 3 năm nữa để tăng cường nỗ lực, dự trữ đạn pháo, sản xuất vũ khí nhằm tối đa hóa an ninh của châu Âu, sẵn sàng đối phó với kịch bản xung đột. Bên cạnh đó, Tổng thống Ba Lan cũng hối thúc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Trang tin Eurasianet.org mới đây cho biết, bất chấp những nỗ lực nhằm đa dạng hóa các liên minh chính trị và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, nền kinh tế và năng lượng Armenia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Nga. Theo đó, các đại diện từ Armenia và Nga đã ký một hợp đồng nhằm hiện đại hóa và kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Mesamor ở Armenia đến năm 2036. Việc nâng cấp sẽ được thực hiện bởi công ty cổ phần dịch vụ Rosatom, một công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga, với khoản đầu tư 65 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Armenia. Thỏa thuận này là một dấu hiệu khác cho thấy mức độ ảnh hưởng to lớn của Nga đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và nền kinh tế của Armenia trong bối cảnh Yerevan đang nỗ lực tạo khoảng cách chính trị với Moscow. Mesamor đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng của Armenia, đóng góp trung bình 31% sản lượng điện hàng năm của nước này. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Nam Caucasus, nằm cách Yerevan khoảng 30 km về phía tây. Nó bao gồm hai tổ máy, Mesamor 1 và Mesamor 2, được đưa vào hoạt động lần lượt vào năm 1976 và năm 1980. Năm 1989, nhà máy bị đóng cửa do lo ngại về an toàn sau trận động đất kinh hoàng ở Spitak vào tháng 12 năm 1988. Năm 1995, tổ máy 2 được tái kích hoạt do tình trạng thiếu năng lượng ở Armenia và kể từ đó là tổ máy hạt nhân duy nhất còn hoạt động. Năm 2021, Rosatom đã sửa chữa, nâng cấp tổ máy 2 của Mesamor để vận hành đến năm 2026. Việc hiện đại hóa được thực hiện theo hiệp định vay nợ giữa Armenia và Nga năm 2015. Theo thỏa thuận mới nhất, Rosatom sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tổ máy 2 cho đến năm 2036, sau đó tổ máy sẽ ngừng hoạt động. Các hoạt động nâng cấp sẽ được tài trợ dưới hình thức khoản vay ngân sách do chính phủ Armenia cung cấp cho ban quản lý nhà máy thuộc sở hữu nhà nước, sau đó sẽ ký hợp đồng với Rosatom. Trong giai đoạn đến năm 2026, Rosatom sẽ hiện đại hóa Mesamor với sự hợp tác chặt chẽ từ các chuyên gia Armenia. Vì lò phản ứng sẽ ngừng hoạt động vào năm 2036, chính phủ Armenia dự định xây dựng một cơ sở hạt nhân mới tại Mesamor. Các ước tính khác nhau khẳng định rằng việc xây dựng một nhà máy hoặc tổ máy điện hạt nhân sẽ mất từ 6 đến 10 năm. Điều này có nghĩa là các công trình xây dựng phải được bắt đầu trong vài năm tới. Có khả năng công trình xây dựng đó sẽ do Rosatom thực hiện. Theo nhận xét của Phó Thủ tướng Nga, ông Alexei Ovechuk vào tháng 12 năm ngoái, các cuộc đàm phán đang được tiến hành liên quan đến các tổ máy điện hạt nhân mới. Thỏa thuận Mesamor mới diễn ra vào thời điểm phức tạp trong quan hệ Armenia-Nga. Sự xa lánh Nga gia tăng với Armenia sau khi Azerbaijan giành quyền kiểm soát khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng bất chấp những nỗ lực nhằm đa dạng hóa các liên minh chính trị và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, nền kinh tế Armenia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Nga. Nga là đối tác thương mại lớn nhất của Armenia và Armenia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu. Và tiếp đó là sự phụ thuộc năng lượng. Nga đã cung cấp 87,5% lượng khí đốt của Armenia, phần còn lại đến từ Iran và Gazprom Armenia, công ty con của Tập đoàn Khí đốt Nhà nước Nga, sở hữu toàn bộ cơ sở hạ tầng phân phối khí đốt của Armenia.
Armenia cho biết họ tạo ra 98% lượng điện cần thiết, nhưng tuyên bố đó thậm chí nhằm che giấu sự phụ thuộc nhiều hơn. Nguồn điện đó chủ yếu được tạo ra bởi các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và từ Mesamor. Mesamor được cung cấp nhiên liệu hoàn toàn bằng uranium nhập khẩu từ Nga, trong khi các nhà máy nhiệt điện phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên. Trong một cuộc trao đổi với Viện Báo cáo Chiến tranh và Hòa bình IVKPR, chuyên gia năng lượng Armenia Manvelian nói: "Khả năng tự cung cấp của chúng tôi phụ thuộc vào các quốc gia mà chúng tôi nhập khẩu khí đốt và uranium vận hành các nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân. Và khi các quan chức chính phủ của chúng tôi nói về khả năng tự cung cấp của Armenia, tại sao họ lại quên nói cách chúng tôi duy trì nó?" Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng hơn 70% điện năng của Armenia phụ thuộc vào Nga. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng của Armenia không ngừng tăng lên. Năm 2022, nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga của Armenia tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,6 tỷ mét khối. Gần đây, đại sứ Iran tại Armenia, ông Mehdi Sobhani đã đề cập về khả năng tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần lượng xuất khẩu khí đốt của Tehran sang Armenia. Tuy nhiên, một động thái như vậy sẽ cần có sự đồng ý và tạo điều kiện của Nga vì Gazprom kiểm soát đường ống dẫn khí đốt tới Iran. Armenia đang tìm kiếm khả năng có được các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ từ Mỹ, Pháp và Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa lĩnh vực năng lượng của mình. Nhưng cho đến nay, tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực này vẫn chưa rõ ràng. Ngày 19 tháng 3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Tổng cục Tên lửa Triều Tiên và Viện Động cơ trực thuộc cơ quan này thử nghiệm thành công phản lực trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn nhiều giai đoạn dành cho tên lửa siêu vật âm tầm trung. Vụ thử nghiệm diễn ra ở bãi phóng vệ tinh Sohae, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ nhiên liệu rắn cho loại tên lửa siêu vật âm tầm trung. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết, xét từ nhu cầu cũng như bối cảnh đảm bảo an ninh, việc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa siêu vật âm thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự ngang tầm với tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mặc dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song KCNA tiết lộ Triều Tiên có thể đặt ra thời gian biểu để hoàn thành việc phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu thanh mới sau thành công của cuộc thử nghiệm động cơ mặt đất mới nhất. Là một phần trong nỗ lực cải tiến hệ thống vũ khí của mình, Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ nhiên liệu rắn mới được phát triển cho một loại tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM mới vào tháng 11 năm ngoái. Hồi tháng 1 năm nay, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vật âm tầm trung. Vào thời điểm đó, Triều Tiên cho biết đã sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mới và cũng thử nghiệm đầu đạn cử động. Ông Kim nói, giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được đánh giá cao, ngang tầm với tên lửa đạn đạo liên lục địa trong môi trường an ninh của đất nước, cũng như nhu cầu hoạt động của quân đội và đối thủ biết rõ điều đó. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn được cho là khó bị phát hiện trước khi phóng hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn cần nhiều sự chuẩn bị hơn. Triều Tiên lần đầu tuyên bố thử thành công tên lửa siêu vật âm vào tháng 9 năm 2021. Việc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu vật âm đã khiến nhiều quốc gia quan ngại vì loại vũ khí này có thể di chuyển với tốc độ cao và có đường bay linh hoạt và có thể làm khó các lá chắn phòng thủ. Các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông Trump không có đủ 464 triệu đô la Mỹ nộp phạt, trong khi các công ty bảo hiểm ngần ngại bảo lãnh cho án phạt quá lớn, khiến cựu Tổng thống có nguy cơ bị tịch thu tài sản. Tháng trước, thẩm phán liên bang Arthur Engoron ở bang New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải nộp khoản tiền phạt trị giá 354,9 triệu đô la Mỹ với cáo buộc ông đã thổi phồng và thao túng giá trị tài sản một cách bất hợp pháp để có được các khoản vay ngân hàng và các điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, tính đến ngày 15 tháng 3, ông Trump phải nộp phạt 454 triệu đô la Mỹ. Cùng với lãi suất, ông Trump nợ nhà nước 456,8 triệu đô la Mỹ. Số tiền đó đang tăng lên gần 112.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Tổng cộng, ông và các đồng phạm, bao gồm cả công ty của ông, các con trai Eric và Donald Trump, cùng các giám đốc điều hành khác nợ 467,3 triệu đô la Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ không chấp nhận phán quyết của tòa và đã nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, theo luật quy định, ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ đợi kết quả của quá trình kháng nghị, dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm. Trong trường hợp kháng cáo thành công, số tiền phạt đã được nộp sẽ được hoàn trả cho cựu Tổng thống. Song ông Trump hiện không có tiền mặt để nộp phạt. Năm 2023, cựu Tổng thống cho biết ông có hơn 400 triệu đô la Mỹ tiền mặt, nhưng Forbes nhận định ông đã đầu tư phần lớn số tiền này vào trái phiếu và tín phiếu, phần nhỏ vào cổ phiếu và quỹ tưởng hỗ. Về lý thuyết, Tổng trưởng lý James có thể ra lệnh tịch thu tài sản của ông Trump, bao gồm những bất động sản ở New York, bất kể lúc nào sau khi thẩm phán Engoron ra phán quyết. Tuy nhiên, bà đã cho ông Trump thời gian ẩn hạn đến ngày 25 tháng 3 năm nay. Để ngăn bà James tịch thu tài sản, ông Trump có hai lựa chọn. Thứ nhất, ông có thể viết séc cho chính quyền bang New York để ký quỹ. Thứ hai,
ông có thể được một công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh tiền phạt trong thời gian kháng cáo. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền phạt nếu ông Trump kháng cáo thất bại và không thể thanh toán. Bảo lãnh kháng cáo là hồ sơ được một công ty bảo lãnh hoặc tổ chức tài chính nộp cho tòa án với cam kết sẽ thực hiện phán quyết. Theo luật bang New York, bị cáo còn phải chịu lãi suất 9% mỗi năm cho đến khi nộp phạt hoặc kháng cáo kết thúc. Khoản tiền lãi cũng được tính vào số tiền bảo lãnh. Công ty bảo lãnh là bên đứng mũi chịu sào nếu khách hàng thủ kiện và không thể thanh toán. Do đó họ sẽ muốn khách hàng phải đồng hành bằng cách có tài sản thế chấp là tiền mặt hoặc tương đương tiền như cổ phiếu, trái phiếu. Giới chuyên gia nhận định mỗi thương vụ mỗi khác, cũng như nhìn chung các công ty không muốn nhận bất động sản, đặc biệt là khi tài sản này đã được thế chấp ở một nơi khác. Trong trường hợp của cựu Tổng thống Trump, để được bảo lãnh ông cần có tài sản thế chấp có giá trị tương đương 120% so với phán quyết, tức hơn 550 triệu đô la Mỹ. Ngày 18 tháng 3, nhóm luật sư của ông Trump đã nộp đơn yêu cầu tòa phúc thẩm bang hoãn việc thi hành án phạt với lý do là số tiền phạt quá lớn. Tuy nhiên, đơn đề nghị này không được chấp thuận. Các luật sư của ông Trump cho biết ông đã thông qua 4 công ty môi giới để tiếp cận 30 công ty bảo lãnh, nhưng đều không thành công do số tiền phạt khổng lồ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, quy mô bảo lãnh như vậy là vi hiến, phi Mỹ, chưa từng có tiền lệ và trên thực tế là điều bất khả thi với mọi công ty, kể cả công ty thành công như của tôi. Các công ty bảo lãnh chưa bao giờ nghe thấy con số như vậy hay đủ khả năng để chấp thuận, ngay cả khi họ muốn. Theo giám đốc môi giới tại công ty bảo hiểm Lockton Company, ông Gary Giulietti, một vài công ty bảo lãnh lớn có quy định không chấp nhận bảo lãnh cho khoản phạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Và không công ty nào trong số này nhận thế chấp bằng bất động sản, khiến tình thế của ông Trump trở nên ngặt nghèo hơn. Ông nói, tôi hiểu rằng tập đoàn Trump có thanh khoản tốt, nhưng họ không có 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt hoặc tương đương tiền. Bảo lãnh ở quy mô này là điều hiếm thấy. Nếu có thì chúng cũng thường xảy ra đối với các công ty đại chúng lớn nhất thế giới, không phải cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump cần phải trả phí cho các công ty bảo hiểm, thường chiếm 1-3% giá trị bảo lãnh. Số tiền này không được hoàn lại, bất kể kết quả kháng cáo của cựu Tổng thống. Ngoài ra, ông Trump có vị thế đặc biệt khi là ứng viên duy nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Nếu ông đắc cử, công ty bảo lãnh sẽ gặp khó khăn trong việc đòi tiền từ một Tổng thống đương nhiệm, đặc biệt khi người đó từng có bê bối pháp lý. Nhóm luật sư của cựu Tổng thống cho rằng ông không cần phải bảo lãnh vì ông có tài sản cá nhân đủ để chi trả nếu thua kiện. Họ cũng đề xuất giảm mức bảo lãnh xuống 100 triệu đô la Mỹ, nhưng bà James phản đối. Bà cho rằng ông Trump và các đồng phạm sẽ cố gắng không tuân thủ hoặc làm cho quá trình thực hiện phán quyết trở nên khó khăn. Ông Trump tuyên bố có tài sản hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng hầu hết là bất động sản. Theo ước tính của tạp chí Forbes vào tháng 9 năm 2023, ông Trump sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ đô la Mỹ. Cựu công tố viên và đang là luật sư ở New York, ông Kevin Brian nói, nếu bạn đang kháng cáo một án phạt tài chính, tòa án muốn đảm bảo nếu thua kiện, bị cáo vẫn có thể nộp phạt. Cái khó ở đây là quy mô án phạt theo phán quyết. Theo cựu công tố viên, nếu ông Trump có thể chứng minh rằng mình sẽ chắc chắn thắng kiện, ông ấy có thể tranh luận để hạ mức bảo lãnh. Ông Brian nhận định, một lý do khác khiến Trump gặp khó khăn trong tìm bên bảo lãnh là ông có thể để thế chấp đến giới hạn và các bên cho vay không muốn tiếp tục làm ăn với một cựu tổng thống đang vướng vào vô số bê bối, pháp lý, tài chính. Luật sư này nói, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông ấy. Ngày 19 tháng 3, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA cho biết chính quyền nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y của 2 bác sĩ. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thực hiện việc này, với các bác sĩ tham gia cuộc đình công kéo dài 1 tháng gây ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực chăm sóc y tế nước này. Theo đó, hai lãnh đạo ủy ban khẩn cấp tại KMA là bác sĩ Park Myung-ha và bác sĩ Kim Tae-go đã nhận được thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề trong 3 tháng từ chính phủ. Biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, hai bác sĩ cấp cao này bị cáo buộc đã kích động các bác sĩ thực tập đình công tập thể để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới, bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Trước đó, chính phủ nước này đã cảnh báo rằng các bác sĩ tham gia cuộc đình công có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Đồng thời lưu ý rằng, những người không quay trở lại làm việc theo yêu cầu của chính phủ có thể phải đối mặt với các hình phạt, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép hoạt động. Và hình phạt mới nhất dành cho hai bác sĩ cấp cao, Park Myung-ha và Kim Tae-go, được đưa ra khi cuộc đình công kéo dài đang gây căng thẳng cho hệ thống y tế Hàn Quốc. Các giáo sư trường y, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng cho biết họ sẽ tham gia cuộc đình công và từ chức nếu chính phủ không thực hiện các bước để giải quyết tình trạng bế tắc. Bộ trưởng Bộ Y tế
Chu Kỳ Hồng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các giáo sư y khoa từ chức hàng loạt để ủng hộ các bác sĩ trẻ bãi công. Khi các bác sĩ cấp dưới chưa có dấu hiệu lùi bước và tình trạng bế tắc kéo dài vẫn chưa được giải quyết, ngày 15 tháng 3, Ủy ban khẩn cấp bao gồm các giáo sư y khoa đã thông báo rằng các giảng viên từ 16 trường y sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt vào ngày 25 tháng 3. Trong một cuộc họp phản hồi của chính phủ, ông Châu nói, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc họ đưa ra thông báo như vậy, bất chấp những lo ngại của người dân và những lời kêu gọi liên tục của chính phủ. Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các giáo sư tập trung cố gắng thuyết phục sinh viên y khoa và bác sĩ cấp dưới quay trở lại trường học và bệnh viện, đồng thời tham gia thảo luận để cải thiện hệ thống y tế của đất nước. Ông cũng có kế hoạch gặp người đứng đầu tại 5 bệnh viện hàng đầu của đất nước ngày 25 tháng 3. Tiếp đó là một cuộc họp khác với các nhà quản lý bệnh viện nhà nước 26 tháng 3. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo nói với các phóng viên rằng chính phủ có kế hoạch cải tiến chính sách, giúp các bác sĩ trong các lĩnh vực y tế thiết yếu nhận được nhiều phúc lợi hơn từ bảo hiểm y tế quốc gia. Ông Park cũng cho biết chính phủ sẽ đầu tư khoảng 3.000 tỷ won, tương đương 2,25 tỷ đô la Mỹ để khôi phục các khoa sản và khoa nhi, những nơi đang bị ảnh hưởng do tỷ lệ sinh trong nước giảm. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa để ứng phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng và tình trạng thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn hay các lĩnh vực thiết yếu như khoa nhi và khoa cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tăng chỉ tiêu sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.